Nghĩa. Dạ. Tối hôm qua lúc mình ăn tiệc sinh nhật á, thằng Long nó có nói cho mẹ biết là nó tính sang lại xưởng mộc phải không con? Dạ phải mẹ. Mẹ thằng Long vẫn đang thương lượng với bên bán. Nó cũng nói với con á, khi nào nó mua được, nó kêu con về phụ nó. Anh cứ tưởng đâu là biết suy nghĩ rồi. Thằng Long vốn thích chơi hơn làm, em mà vào phụ nó thì chẳng khác nào em gánh vác hết cho nó. Anh hai, thì dù sao nó cũng là bạn thân của em mà. Nó nhờ, không lẽ không giúp nó? Nếu mà bây giờ con có số tiền đó để góp mua xưởng với thằng Long á, thì con sẽ ngang hàng với nó. Số tiền để Hùng mua xưởng nhiều lắm, hơn 2 tỷ lần đó. Còn tiền mặt bằng, tiền máy móc, nguyên liệu rồi nhân công. Mẹ sẽ cho con 1 tỷ để con góp vốn với nó. Tiền đâu mà con có nhiều vậy? Tiền này á là tiền của con. Vì kinh doanh rất là mạo hiểm, con không thể nào dùng số tiền đó để đầu tư. Con có thể tự lo cho mình được mà. Mẹ tin tưởng con. Không lẽ con không đủ tin tưởng vào bản thân mình hay sao? Nè, con phải nhận nghe. Không nhận mẹ giận con thiệt đó. Nghĩa à, em đồng ý đi. Đây là cơ hội hiếm có, em đừng có bỏ lỡ. Con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của bà ngoại, của mẹ và của anh hai. Con mời cả nhà ăn cơm. Ừ. Số tiền 1 tỷ cũng không đáng là bao so với số tiền mà ông Quang đã trả cho mình. Mình không cần thiết phải so đôi với thằng Nghĩa. Nhưng không lẽ mình đã suy đoán sai? Thằng Nghĩa mới chính là con ruột, chứ không phải là mình. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.